nghĩ nó còn là ma trận. Cái ma trận này đặc biệt là cái gì? Cái này nó nói về cái năng lượng trong cơ thể người, nó đi từ số 1, thận nó phải có kế hoạch, tức là thận nó ra một cái suy nghĩ, nó có một cái ý đồ gì, nó ra bắt đầu nó bỏ tiền vô, bỏ tiền có lời xong rồi lo, là cái này là tương lai. Còn cái này là ý tưởng, số 1 là ý tưởng, số 3 đầu tư tiền vô, lời bao nhiêu, con người như vậy đó. Mà khi lời phải chờ kết quả, ngồi lo để xong hoàn thành kế hoạch, tim và phổi là tình hình này, đó là nó tìm ra cái bí mật. Bí mật này gọi là lạc thư. Lạc thư này có cái đặc điểm là gì nè, thấy không? Mình xung quanh nó là 10 hết, một cái điểm ở giữa xung quanh nó là số 10 nè. 2 cộng 8 4 cộng 6 3 cộng 7 10 9 cộng 1 10 à, nó số 10. Ở tâm là số 5, nhưng mà cộng 3 thằng là nó là số 20 hết. Cộng 3 thằng đi. Cộng 3 thằng 15. Này cộng theo cái quy luật này, đây là xung quanh, cái này gọi là chung quanh, nó gọi là địa. Đất á là số xung quanh nó là 10. Xung quanh của mày đứng, mày con người đứng giữa là số 5 nè. Xung quanh là đất là 10, vậy đó đất là số 10. Rồi bây giờ cộng thử 37 6 12. Rồi cộng theo kéo phải ngang xuôi vậy nó ra số 15. Nha. 9 cộng 2 1 15 này. Mẹ cộng theo chị thì nó ra số 15. Thế là nó ra 10. 15. 15 là chung quanh. Rồi ở giữa 5. Mà bây giờ mày cộng làm sao đó là tổng số nó ra 20 nữa. Thành ra nó phân làm thiên trời là 20. Đất là 10. Đất là 10. Đó, những cái quy định này nó ra, cái này nó gọi là lạc thư. Cái lạc thư là cái ma trận. Cái ma trận này là gọi là ma trận của năng lượng con người, nó tìm ra ngày xưa. Thì ra cái đồ hình khi mà học cái khí công phải thuộc cái này. Bây giờ mình gõ vô cái đó, mình gõ vô đây, mình bấm vô cái mạng, mình gọi chữ lạc thư ra cái đồ hình này, mình gõ vô tìm kiếm á. Thì cái đó là cái quy luật năng lượng trong người đó. Mà cái năng lượng này nó ở thể hiện ở bàn tay, thì số 1 là cái ngón tay là 1 kg nè. Cổ tay 3 kg nè, đùi chỏ 5 kg nè, nách 7 kg nè, 9 kg là nằm ở ngay tim. Cái lực con người cũng ra quy luật thôi, nó cũng dính theo vô cơ luôn. Dính luôn. Nó theo quy luật đó. Nè 1, 3, 5, 7, 9 này, cái này 1. 1 nè. 3, 5, 7, 9 nữa nè. Quan trọng là mình cứ kiểm tra ngón nào như đã thầy gặp ngón nào đẩy lên là nó bảy cơ khác nhau. Nó số 1 á nè, số 1 là ngón tay mẹ. Ở đây 1 kg á. Nếu mà ngón tay mà ở đây 1 kg á thì cổ tay 3 kg. Ngón nào vậy? Bất cứ ngón nào nghe kia á. Mà ở đây 1 kg á, ở đây 3 kg, mở ở đây 1 kg, ở đây 5 kg. Ở đây 1 kg, ở đây 7 kg. Ở đây 1 kg, ở đây ở cái cuộc sống 9 kg. Không bao giờ sai. Tìm ra quy luật từ xưa tới giờ. Nó kỳ á. Cái ngón tay làm sao ta được 9 kg được, nhưng mà ta lấy cái cân ta đè 9 kg là 9 kg là từ trong cái cột sống cho nó lớn ra. Chứ ngón tay không, 9 kg nó gãy rồi, ngón tay rồi. Kỳ lạ vậy đó, mà nó tìm ra cái bí mật nó gọi là lạc thư. Gọi lạc thư là cái sơ đồ. Mà ngày xưa cách đây mấy ngàn năm nó tìm ra cái khoa học rồi. Mà khi học về chuyện cân kinh là phải nắm cái quy luật này, không nắm quy luật là sai hết. Thành ra cái bàn tay con người, cái ngón tay tao, mày tưởng ngón tay tao không được 9 kg, tao làm 9 kg được, tao ấn cái cân lên 30 kg luôn. Cái ngón tay là chỗ này cái gân được bao nhiêu? Mà tại sao nó được 30 kg ở đầu ngón tay tao, lấy cái cân để tao để đè lên nó lên 30 kg cái cân ra. Cái ngón tay làm sao lên 30 được? Cái nào nó năng lượng từ đây nó truyền ra. Ở đây nè, 1 kg, ở đây 3 kg, đây 5 kg, đây 7 kg, đây 9 kg là 1. Nếu ở đây một á thì ở đây 9 kg, thấy không? Ở đây ở đầu tay nó 1 kg mà, thì cái 9 kg nó nằm ở đây này, chứ nó phải nằm ở đầu tay đâu. 9 kg nó nằm ở đây mà, nó cái góc nằm ở đây, lực 9 kg nằm ở đây, nó truyền ra đó. Lấy cái cân mình để cho tao cho mày thấy luôn. Bởi vì nhiều người nó không nghiên cứu, ngày xưa nó đã cách đây 2000 năm nó tìm ra rồi, nó kỳ vậy đó. Cái nào chưa đồ tao chỉnh lại nè. Với nhiều người nó không nghiên cứu, ngày xưa sau mấy cái thằng cha, mấy ông khí cụ sư nó tìm ra rồi nè. Thấy ngón tay tao đâu nè, thấy không, tao đứng nè.
mình sẽ là 1, 2, 3 đó, nó lên tới 9 kg rồi đó. 9 kg là nó vô tới cuộc sống luôn rồi. Cái ngón tay làm sao lên 9 kg nữa? Ê ông, mình nó tìm ra nè, cái ngón tay tôi ngồi ngang vậy, nó yếu xìu à. Nhưng mà tôi dí thì tôi xuống, nó quyền 1, 3 nữa đây, 5 nữa, 7 là 9. Lên 9 kg là cái lực này nó tự gốc nó nằm ở cuộc sống ra. Thành ra cái tay mình hằng nãy mình chọ cái nó phụ phụ của đây lên, đúng không? Cái hay vậy đó. Nó cứ gốc nó nằm ở trong. Mà cái ngón tay ra không thể nào được chịu được 9 kg, mà tao đè được 9 kg nè. Ngón tay này làm gì chịu được 9 kg? Đó nè, ngón tay là sao đè được? Cái ngón tay nó đâu có cái cơ bắp gì mà lên được 9 kg, nó nhờ một cái luồng khí ở trong này nó truyền ra chứ mà. Thành ra cái khí nó giải thích được cái lực lực 9 kg ra. Bây giờ mà giải thích cơ bắp nào sao đè được 9 kg tao không giải thích được. Thì trong người nó có cái đường này, nó có đường khí này, cái đường đường đó là nó đưa cái đường năng lượng. Ủa cái này nó có ngón cái mà thành cái dạng ngón này kia. Nó cũng ngón này luôn, ngón này cũng cắt, nó để ngón cái cũng được như nó. Thấy không? Cái mạnh hơn. Đó, nhưng mà nó cắt ngón cái này. Này nó có cái này là ngón cái, lực cái này lực, bài thai lực cái một là lực của ngón cái. Đó lực ngón cái, cái tao mạnh thôi. Thì cái lực ngón cái nó khi mà nó ấn ở đây là 1. Từ đây này là 1. Ở đây 3, từ đây 5. Ở đây 7, 9 nằm tới đây. Cái góc lực nó nằm ở đây. Thành ra cái tay mình để nó nhúc nhích này. Ấn phút của phương, nó cục cửa đây. Mà cái đó nó giải thích cái đường truyền nó truyền theo cái trục này nha. Chứ nó không theo cái cơ bắp này. Cái đường năng lượng là cái đường này. Cái quỹ đạo của năng lượng của cái lực truyền hồi nãy nó nằm trên cái đường này. Cái đường quỹ đạo này trong khí công nó gọi là kinh mạch, là cái đường của năng lượng nó đi cái đường này. Còn cái đường này là cái vùng năng lượng nó bao trùm nó đi. Nè cái đường nó đi đường đường giống như con gà xù lông, nó xù lông xung quanh này, xù lông này chứ không cái cơ bắp. Bởi vì cái đường này nó có trước hơn nó phồng lên, nó tạo cơ bắp như này sao? Bởi vì khi mà con người mới sanh ra nó chỉ có cái đường này thôi. Hồi cái đường này nó phát triển này nó thành cái cơ bắp. Thì ta mới đầu mày đẻ thì cái trứng gà này nó có cái mạch máu đỏ đỏ to hồi thành xương sống. Không gà, cái trứng gà lộn mình thấy liền. Mới đầu mà để vậy, lấy cái đồng đập đỏ, đồng trắng hồi để lâu, bắt đầu nếu chiếu rọi qua bắt đầu nó hiện cái mạch máu đỏ to trước. Xong mạch máu đỏ to nó biến thành cái xương sống. Xương sống hắt hồi, xương gần sống là nó tập hợp nó mọc thành như thế này. Thành rồi biến cái cơ bọc bọc sau đó. Hay lắm, thiên nhiên nó tạo vậy đó, là cái trục thằng này có chứ. Thằng đấy bắt trước xong bắt đầu nó mọc xương xung quanh, xong nó mọc bọc thịt lại. Và cái cục xương nó bọc cái cục gân. Gân nó bọc ra ngoài. Hay lắm, cơ thể người vậy đó, mình thấy con gà này, người coi dít mình lộn mình thấy rồi. Còn mới đầu mày nghe ông dít lộn mà hơi thì thấy cái ngoài có cái gân máu to nhỉ. Có cái chín tràn vàng, có cái mạch máu xung quanh, có cái lòng trắng nhau. Con gà bắt đầu lớn chút xíu mà thấy xương không à. Có xương, có lông lá, là cái mạch máu đỏ nó biến thành một xương. Xung quanh xương nó dính cơ bắp, nó mọc cái xương trước, mọc cơ bắp sau mới cả đời nó vậy đó. Chứ không có bây giờ mọc cơ bắp kiểu nào cũng mọc cái xương trước, xong rồi cái cơ nó có phần vai. Thì cái này là cái đường trục là mà theo khoa học của thằng của Trung Quốc là cái đường trục nó có trước, cái đường năng lượng nó trước, xung quanh năng lượng nó bọc cái thành xương xung quanh này, trong xương xung quanh nó mọc cơ bắp. Từng tự mới đầu nó chân lạc qua trước, xong bên ngoài nó có xương, tức là tới thật lốt ngoài có tủy, có xương xong bắt đầu gân cơ mọc ra ngoài, xong tới da cuối cùng mạch năng lượng nó nằm trong cái tủy nữa. Nghe lắm, hay lắm, con trúc người vậy á. Thành ra ngó cái trứng gà lộn mà thấy hình dung con người, còn trong lúc mà trong bụng mẹ ai mổ ra mà coi nó mọc y chang vậy đó. Rồi cái ông này ở cái ông Đạt Ma nó vẫn nghiên cứu làm sao cho cái khí nó chạy trong đường này được. Ổng dễ đó. Bây giờ mày thấy cái củ khoai không? Cái củ khoai mình nó mạnh, củ khoai vậy. Muốn có cái năng lượng nằm giữa mày nướng ngoài, ở giữa nó nóng lên cực đại. Cái gì nữa? Củ khoai mày đem đưa lên cái bếp lò mày nướng nè. Ở giữa nóng. Ở giữa cái đục củ khoai nóng, nhưng mà đụng vô phỏng liền ở ngoài không sao nha. Nó đang nóng nha, mày lột ra, lột cái cùi chọt ở giữa mày dí vô thằng kia nó phỏng liền. Cái nóng nằm ở giữa nè, cái này tức là cái kinh mạch. Thành ra khi cái cơ bắp này vận động nó nóng, cái
cái nhiệt độ gốc của nó thúc nữa nằm trên dịch kinh, thành ra nó thông. Hay vậy đó, thành ra cho đó khi học dịch kinh kinh là cứ tập cái cơ nóng nên nó thông kinh. Thấy không, nó gọi là dịch cân dịch kinh, nè dịch cân. Dịch là dịch F đó. Chứ dịch là chữ dịch F của cân, F của kinh. Cân là gân, này là giống FXY đó. Đó, cái chữ này là không phải là chữ bình thường, nó là một cái hàm đó. Dịch của cân và dịch của kinh, nó là một cái hàm. Cái dịch là chữ dịch, đây là kinh dịch á. Kinh dịch, trong này gân, kinh. Mà cái này, nó cái tự nó ghê, nó khủng khiếp lắm. Cái tự nó là cái gì? Là kinh dịch, là một cái hàm. Trong này nó gồm có gân và có kinh mạch. Hàm này nó dính tới gân và kinh mạch. Mà gân này không phải cái gân bình thường, cái gân là cái gân kỳ lạ lắm. Nó nguyên một cái búi nó dài thôi cho đây này, cái búi dài thế này, búi dài đây. Mà cái búi này nó hay là nó nằm ở ngoài của cái cơ bắp. Mình lấy cái cơ bắp ra có cái miếng trắng nó bọc xung quanh nó bọc ra đó. Cái cơ nó bự gì, cái kinh nó có bự gì thế? Không bự, bởi vì nó ngu, tập nó sai. Thành ra người ta nó gọi là thằng mấy thằng tập tạ chỉ biết ngoại công mà không biết nội công. Nó không có luyện nội công. Không, nó to ra thôi. Nó to mà nó không có mạnh. Khí công tập ngược là kéo dài thôi chứ không có phịch. Âu khí công chỉ là tập chiêu vậy, thằng khó, thằng mà tạ là nó tập phòng lên nha. Nghe không? Cái cục nó bự lắm, còn khí công kéo dài ra thôi. Tại sao? Mày để cái gân người ta ví dụ là nó gân nhiều đây nghe không? Tập tạ là nó phồng lên thì nó rút gân lại nha. Khi mình tập nó phồng lên thì nó rút lại chứ, nó mới phồng vậy chứ mà nó sao nó lên được đúng không? Muốn phồng lên thì kéo hai đầu vô. Khi tập tạ thì nó, cái tạ cái bắp thịt nó to. Cái này là cái gì? Ngu. Đối với khí công là ngu. Thằng khí công nó khôn không? Nó kéo dài ra vậy nè. Dạ thì nó khô, bây giờ nó nói về nguyên tắc năng lượng quanh nó. Một cái diện tích dài, nó kéo dài, nó hứng năng lượng nhiều hơn, đúng không? Năng lượng nhiều hơn, nó thả nó rút vô, nó thu được năng lượng. Nè, nó dài vậy, nè, năng lượng nó kéo dài ra, nó phơi nắng, nó hồi thúc cái năng lượng còn lên, nó đắp vô đây, nó thu được năng lượng, đúng không? Còn của mày thu ở đâu? Ngu. Bởi vậy ngày xưa nó khôn lắm. Cái cơ bắp mày mà để vậy, mày đăng vậy, mày phồng lên để rút lại thì nó lại giảm cái năng lượng trên mặt diện tích. Mày học về quan học biết rồi. Cái quan học mày đem phơi là những cái điểm nhỏ nhỏ phơi ngoài ánh nắng để lấy ánh nắng. Nó đâu thì tự nhiên nó năng lượng nó vô này nó dài ra nó thu vô cái giống như ánh nắng thôi. Gần mày cũng là mày giảm ra nó thì diện tích nó tăng lên nè, cái gần cao vậy. Bây giờ năng lượng ở trên đất nó đang vô đây nó lên cao dài lấy hơn như này nè, ra đụng khúc cho tới một cái này giữ nó kéo ra tao lấy lên tao đẩy vô năng lượng rồi. Còn của mày vậy mày thun vô vậy lấy gì? Bởi vậy thằng thể thao vua thằng khí công. Thằng khí công kéo dài không à. Nó không bao giờ nó co lại. Thằng khí công không có gồng. Dài lên nè, giờ đang ngắn kéo dài ra xong rồi đó. Lấy khí rồi. Lấy được năng lượng. Còn mày để vậy vì gồng nó co rồi. Sao lấy? Nó giảm diện tích. Cái thằng gồng là giảm diện tích. Còn thằng kéo lại tăng diện tích. Mình tăng diện tích thì lấy năng lượng mặt trời nhiều hơn mà tao chưa nói gì hết nha. Giữa cái cơ bắp tao là cái cục gân của tao, diện tích của gân tao nhiêu đây. Tao kéo cái gân, mình nó có tính đàn hồi nó kéo ra được. Đúng không? Nó dài ra một chút vậy. Tao đeo đai nắng tao lấy được năng lượng nhiều hơn mày đúng không? Còn mày để vậy mày co lại, mày tập tạ co lại cái nhiêu đây. Nó phồng lên vậy nó ngắn vậy. Mất mẹ năng lượng rồi. Phơi năng lượng không nhiều bằng tao. Mà tao lấy về lát hồi tao phun lại nó đem trong cái cách. Thấy không? Đặt ma nó khôn cho đó. Đặt ma nó khôn nó đem kéo dài gần ra. Thế ra ánh nắng nó phơ. Xong nó hồi cái gần nó thun vô nó đem cái năng lượng thừa này nó đắp vô trong thành ra thằng nó khỏe hơn. Còn cái thằng tập tạ lại vậy ảnh lại kéo thấp vô nữa, ảnh phồng lên vậy đúng. Ảnh hụt nè, hụt cái nó cái năng lượng ngoài vô cái đi vô diện tích nó gì. Cái gì cái co lại là lấy năng lượng bằng đó là cái logic giữa nội công và khí công. Khí công hay hơn các ngôn khởi thể thao là hay chỗ đó, cái bí mật trong bởi vậy đặt mà đứng đầu về ngành khí công là gì.
là ông lấy kéo gân dài ra, ông hơ phấn thả thùng vô ông lấy ngon lành. Còn cái thằng tả rút gân lại phòng cái gót, nó rút cái gân lại phòng lên vậy, cái năng lượng, cái diện tích lấy năng lượng ít hơn, thua. Đó là cái bí, là cái nguyên lý của việc thông tin, đó là nguyên tắc thứ nhất. Thành ra khi tập cái này, bây giờ nó nói là lý luận nha, lý luận đó thứ nhất là cái nắm mấy cái nguyên lý của nó, thứ nhất phải ghi đã chụp lại. Nếu mà ghi hết rồi giấy ghi cái này về nó phải coi lại chứ không lấy gì ạ, cho hai chồng cái học này nữa. Cái này là lý thuyết mà, còn mấy ông này là học chữa bệnh, không có học lý thuyết đâu. Lý thuyết này cái điểm cái đó chữa bệnh chết mẹ, mà học lý thuyết này thằng học gần năm mới tới đây, mà chữa bệnh mày trường học năm không, nào gần năm chết năm mới tới đây. Học lý thuyết không à, rồi học thực hành nữa, một lần cái lý thuyết rồi xong học thực hành, thực hành qua học hoài, học thường thường một khóa là đi 3 năm đi 6 năm mới xong. Là chỉ có dịch căn kinh này không, có mỗi môn thì một chương trình khi là mấy tháng. Đó, bây giờ coi hôm nay thì sơ lược tôi biết thứ nhất á, cái dịch cân kinh này nó là một cái hàm dịch này, cân kinh đó. Cân đây là năm cái loại gân này, kinh là cái kinh này, là cái kinh nặng 12 kinh, nó có 12 kinh, mỗi một người có 12 bộ phận, trong người có mỗi bộ phận nó có đường năng lượng luôn, nó là đường kinh mạch là 12. Dịch đây là biến đổi, dịch đây là kinh dịch á, thì sao sẽ biết cân, cân là cái hệ thống màu xanh xanh này, kinh là cái đường chỉ này, nó là hiểu cái lý luận của các bạn này. Cái thứ hai á là nguyên lý của chuyện kinh là phải kéo cái gân giãn ra rồi thu năng lượng của trời đất vô rồi cho nó thông lại, thì cuối cùng tức là nó lấy được năng lượng trời đất. Khôn chưa? Bây giờ mày muốn lấy năng lượng này lấy cái nào? Tao kéo nó ra thuộc vô lấy được rồi. Còn cái thằng tạ nó lại co lại dạng nhỏ đi, mình lấy bố vậy được. Tạ nó gồng, nó rút gân lại. Còn mình kéo ra. Là cái nguyên tắc của mình là dịch là kéo dài. Mà nguyên tắc ha, nếu gân mà dài ra một phân nó sống được thêm 10 năm. Sống được tuổi thọ thêm 10 tuổi. Phân là như đây thôi. 1 mm thôi. Phân sống thêm 10 năm. Bởi vậy thằng cái ông mà sống được 300 năm, gân ông gầy gấp 3 người thường. Gấp thêm 3 phân. Gân như thêm 3 phân sống được 300 tuổi. Phân là 1 cm đó lại. Phân của Trung Quốc á. Dễ sợ chưa? Ông tìm ra cái bí mật là bởi ông là ông trùng đặt ma sư tổ. Thành ra cái thằng mà luyện nên thành công là sống là 3 lần là tới 200 mấy tuổi rồi. Nhớ gì ông có 2-3 đệ tử gì? Ông có sạch không? Có một đệ tử được, 2-3 đệ tử, còn mấy kia chả có hiểu gì cái bài chặt chặt tay gì đó, xin ổng gì. Đó mấy thằng đó là ngoài nam. Phải có một học đệ tử ruột cũng là ruột tuổi hơn năng, là cái ông đó không có ngôn ngữ, ông đó ông không biết chữ. Còn cái ông gốc của ông là thằng đệ tử thuộc ông là quỳ ở ngoài 3 ngày 3 đêm ông mới chỉ. Trong mấy thằng kia không thằng nào ông nhận, thằng nào mà cắt giác ngộ ông mới chỉ, còn không chắc ngộ ông mới chỉ. Trong mười mấy cả trăm người tới học, thằng nào mà vô nói câu nào ông đắc ý ông chỉ, thằng đó còn đủ mẹ ra. Ông nói thằng nào không hiểu mẹ ai đó. Rồi ông tìm ra chỉ cái chỗ này. Thì cái gân bây giờ, cái gân con người mà dài một phân sống được thêm 10 năm. Ông chỉ biết vậy đó. Đó là nguyên tắc tiên nhất ông tìm ra. Cái thứ ba là cái gân này á, cái gân này nó gọi là cân. Cân là một cái vỏ bọc xung quanh cái cơ bắp, chứ không phải là cơ bắp nha. Nó có, bởi vì khi cơ bắp ở phía ngoài cái lớp trắng trắng á, cái đoạn luyện cái lớp trắng trắng á. Lớp trắng trắng là cái lớp giống như là cái bong bóng á. Lúc mày thấy bong bóng không, cái phòng ngoài ở cái lớp màng ngoài, còn lớp trong là cái thịt không quan trọng, cái lớp màng này quan trọng, cái màng trắng trắng á nó phòng được. Giống như bắp heo. Cái bọc trắng trắng nó bọc cái bơ bắp á, cái bọc nó mà xé là cơ bắp nó hư đi. Nó tạo hình cho cái cơ bắp, giữa cái cơ bắp nó niềm vậy. Thì phải có cái bọc nhỉ, cái lục trắng trắng nó bọc cái đó mới ra, cái nó thôi nó tét ra. Thật ra cái bọc trắng trắng này là cái cân, là trong cân trong mình thiết cộng. Và cái này nó phồng lên thì mạnh lắm. Giống như mà thấy cái rõ ruột xe này mày bơm lên á, mà lấy cái búa đập vô tương đang, nó đâu phải là nó mạnh, nó mạnh là cái vỏ xe, cái ruột xe nó không dính á, sao mà đập không bể. Cái đó là cái vỏ ngoài quan trọng á, còn cái trong kệ mẹ đó. Thành ra khí công nó luyện cái vỏ ngoài, nó không luyện cái ruột.
còn tạ nó luyện cái ruột nó mới ngu. Mấy thằng tạ luyện cái ruột không à, còn thằng khí công luyện cái vỏ ngoài, tức là cái bọc, cái bong bóng á, cái vỏ ngoài thì giữ ở trong để đừng rách ra thôi. Còn thằng công khi thằng tạ nó tập cái ruột cho nó cứng lên, rồi lắc không cái vỏ này nó mỏng dính rồi, nó không lớn nữa, nó cứ kho ở trong. Còn thằng kia nó luyện cái dọc, cái bọc này lớn ra. Còn cái thằng tạ thì tập cái cơ bắp bự mà nó quên tập cái vỏ ngoài, nên nó dễ bị chuột rút á thầy. Ừ, không biết thằng cầu thủ á. Ừ, còn khí công là luyện tay mạnh lắm. Trời ơi, tay nha. Tại vì cái vỏ này nó có thì cơ bắp nó mới phồng ra, nó mạnh hơn. Còn mẹ nó cái vỏ này không mà... nó không co giãn kịp cái ờ không co giãn kịp thì nó không thật ra thằng ngày xưa nó khôn dễ sợ, nên mấy thằng cầu thủ hay bị chạy nhiều quá. Ờ, còn cái thằng khiết mà thấy con mèo nó chạy trăm cây số giờ nó đứng lại nó có sao, còn người chạy trăm cây số gì đứng lại là đứt mạnh nó não chết liền. Con tìm tập nhanh quá mà nó chạy rất nhanh, cái miệng nó không có thở nhiều. Còn mấy thằng kia tập còn cái thằng khiết công nó không bao giờ nó thở, chạy nhanh vẫn bình thường. Bây giờ chạy mà thở theo động tác là chết liền, khí nó không có dậy. Nó đâu có xài cái cơ bắp đâu mà nó thở, nó chỉ xài cái vỏ ngoài này thôi. Còn khí công nó dọn, nó xài cái vỏ, nó nuôi cái vỏ còn cái trong cơ bẻ. Nó khôn chết mẹ luôn. Nó là lưu cái vỏ bọc cơ bắp thôi. Khí công nó khôn vậy đó. Để cho cái thằng này nó lấy oxy nó nở ra, nó vô nó nuôi oxy cho đủ ở trong thôi. Còn nó chặn lại vậy, cái oxy nó không đủ thì nó ngọt. Thì nó chạy nhanh, nó đứng lại, nó trẻ ép chết liền. Mẹ tạo cái lý thuyết này vậy đó. Thì bây giờ về mày coi lại cái đó là mà nó theo cái lạc thư nha. Lạc thư là về mày coi lý thuyết lạc thư, về sao tao giải thích cho mày làm bữa đọc đó, rồi tao giải thích cho mày, mày đọc đi, mày đọc là vì sao tao giải thích. Hôm nay tại nó hết giờ tao giải mày hiểu chi, giờ là dịch cân này vậy nhá. Thứ hai là cái tập cái môn này là tập kéo gân ra chứ không được phòng gân lên, bởi vậy thằng tạ nó vậy nè phòng lên, còn mình không, mình kéo dài. Ôi tao khi không là tập kéo dài ra. Ờ, xoắn dài ra chứ không được co lại. Cái môn khí công nó ngược lại, khí công thì chỉ có xoắn gân thôi và kéo gân giãn ra, không được phòng, bởi vì gồng là thua. Vậy đó là bí quyết duy nhất của nó. Thì tập khí công là gồng là thua, không được gồng. Nè, tôi ghi hết những cái nguyên tắc thứ nhất mà nguyên tắc cái công thức của nó phải thuộc cái lạc thư, mà lắc về hoặc thư về sau cái chứng minh là 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4 sáu tám đó, tao về sau mà tao chỉ mày tạo sạch để cho mày thuộc lậu này luôn, là phải hiểu cái bí quyết nó là cái nguyên tắc khí trong người nó theo luật lạc thư. Đó là một. Cái thứ hai là khi tập khí công chỉ có kéo ra chứ không được co lại, còn tạ là co lại phần lên, không được tập theo tạ. Thứ ba là không có thở theo động tác khí công, không thở theo động tác. Thở thằng đó là sao? Tự nó, mày chỉ làm sao có cái gân nó dài ra thôi, cái không này. Thì kỹ thuật kéo gân dài ra có xoắn là một nè. Rồi gân nó dài ra hoặc bẻ gãy, tức là lật 90 độ hoặc xoắn. Thì mới thu được năng lượng. Tại vì nguyên tắc năng lượng này, khi mà cái diện tích nó tăng lên thì đúng không? Năng lượng nhiều nè, lúc mà tao thả nó thu vô cái năng lượng thường nó đắp vô là cái bên trong tao mạnh hơn. Đó, lý luận của Đạt Ma vậy đó. Sao? Vậy tạm thời đó đi. Còn chị hai chồng. Cái đó là lý thuyết á, về